Hello các bạn, các bạn thân mến Xin chào các em, không biết là bây giờ thì các bạn đã lên xem phần livestream ở trong buổi sáng ngày hôm nay của chị Hiên chưa Nhưng mà hiện tại chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi Để quay trở lại cùng với các em trong một chiến dịch Chúng mình sẽ tiếp tục ôn thi học kỳ 1, được không ạ? Thế nên là nếu như mà các em đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá, ok không? Um, hello, xin chào các em Lạnh quá chị ơi Huế lạnh quá Hà Nội cũng siêu lạnh luôn ái Mỹ ạ uh, Hello Thu Trang Giờ đang rét lắm luôn ấy Ok, xin chào Mỹ Tâm Xin chào em Vẫn buồn ngủ quá hu hu. Trời <laughs> ơi, chị hiểu, chị hiểu tình cảnh đó Ok, xin chào Nguyễn Nhật Tường Oanh Xin chào em Các bạn ơi, các em đã có mắt ở đây chưa? Và cùng quay trở lại với chị Hiên trong tác phẩm ngày hôm nay Chúng mình cùng ôn tập lại một số những cái kiến thức nhỏ xíu xíu các em nhé Ừ, ok, xin chào các bạn Xin chào Quỳnh Phương, hello các em Rồi, hello các em, các bạn thân mến Ok, xin chào Phạm Minh Huế, xin chào em Các bạn ơi, các em đã có mặt ở đấy chưa? Như đã hứa thì ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục cái buổi thứ ba Ôn tập về các cái phần kiến thức à, ôn tập về các cái phần kiến thức của uh, những cái bài trọng điểm ôn thi học kỳ 1 của chúng mình đúng hôm nào thế nên là không biết là đã có các bạn đã ở đó chưa ạ chị đã thấy khá là nhiều bạn lên rồi ừ. rồi các bạn ơi chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhé để nhanh nhanh chóng chóng cho các bạn nghỉ ngơi thêm chút xíu nữa rồi chúng mình còn đi học ngày hôm nay thì hà nội rất là lạnh các em ạ thực sự là như vậy rất là lạnh nhưng mà chị nghĩ là bằng cái sự ấm áp của chị em mình Ngồi cùng với nhau như thế này Thì chị tin chắc là Các bạn sẽ một phần nào giúp Các bạn xua đi cái sự giá lạnh đó thôi Đúng không? <laughs> xin chào các thủ khoa Ok, xin chào Ngọc Thọ Xin chào em Rồi, quay trở lại cùng với chị nhé. Ok chưa? Bắt đầu nhá Rồi, chúng mình sẽ cùng nhau ôn lại Cái phần kiến thức về tác giả Nguyễn Tuân trước các em ạ Được không nào? Nhắc tới Nguyễn Tuân ấy Thì chắc hẳn rằng là các bạn sẽ nhắc tới cái cụm từ bao gồm là Tài hoa Đúng không? Uyên bác Ngông nghênh Và kiêu bạc Ngông nghênh Kiêu bạc Thêm một cái cụm từ nữa Chúng ta sẽ dùng để nói về Nguyễn Tuân Đó chính là gì nhỉ? là chủ nghĩa xê dịch là chủ nghĩa xê dịch là cái đẹp được không ạ à nguyễn tuân đồng thời cũng là một người yêu tha thiết tiếng việt yêu tha thiết tiếng việt và có những cái sự sáng tạo mới mẻ trong việc dùng từ của mình trong việc dùng từ của mình được không ạ ok chưa nào và là một người có cái sự hiểu biết về rất nhiều những cái lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống được không ạ trong cuộc sống và có thể khẳng định đây là một trong số những nhà văn cực kỳ độc đáo và tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ok ông nào. Các bạn ơi, đây sẽ là những cái từ khóa mà chị cung cấp lại cho các bạn. Và hãy ghi nhớ ở trong đầu nhá. Chị muốn là trong những cái buổi ôn như thế này thì khi mà chị hiên lược đến cái phần kiến thức nào thì các em sẽ nhớ và ghi nhớ nó trong đầu luôn, không mất nhiều thời gian để bắt đầu lại từng ý từng ý từng ý nữa. Được không ạ? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau ngồi lại để set up để gọi là gì ạ? À để giúp chị tạo thành một cái đoạn văn ở trong phần này về Nguyễn Tuân nha. Ok chưa nào? Ví dụ như là chúng ta có thể làm này. Trong nền văn học Việt Nam hiện tại, nhà văn Nguyễn Tuân được biết tới với hình ảnh của một người nghệ sĩ, gì ạ? À được coi là gì ạ? À, hình ảnh của một người nghệ sĩ tài hoa, uyên bác, ngông nghênh và kiêu bạc cả cuộc đời của mình ông theo đuổi chủ nghĩa xê dịch đi tìm cái đẹp và viết về cái đẹp nguyễn tuân là người yêu tha thiết tiếng việt luôn luôn có những sáng tạo mới mẻ trong việc dùng từ của mình và ông cũng là một trong số những nhà văn có rất nhiều những hiểu biết về những lĩnh vực khác nhau đề tài nguyễn tuân thường lựa chọn bao giờ cũng để lại ấn tượng cho bạn đọc và cách ông viết cũng thường để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc bởi vậy nguyễn tuân là một nhà văn độc đáo và cũng là một trong số những nhà văn tiêu biểu nhất của nền văn học việt nam hiện đại ok chưa nào các bạn ơi ví dụ là như thế nhá thì nói chung là sẽ có rất là nhiều cách để các bạn trình bày về với tác giả này nhưng mà chúng mình sẽ đấy là cái cách mà chị lựa chọn để hướng dẫn cho các bạn trong cái khoảng thời gian nhanh chớp đoáng này còn lại đương nhiên thì các bạn sẽ có những cái sự diễn đạt sắp xếp lại nó châu chuốt hơn tùy theo cái thời gian chuẩn bị của các bạn Ok chưa ạ? Rồi, Nguyễn Tuân xong nhé Chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tác phẩm Ở trong phần tác phẩm này chúng mình sẽ nhớ một cái thông tin rất là quan trọng Đó chính là về hoàn cảnh sáng tác Thì bây giờ chị đang rất là muốn đặt câu hỏi cho các bạn Các bạn có còn nhớ là À, các bạn có còn nhớ là người lái đò sông đà của nhà văn Nguyễn Tuân Là được sáng tác vào thời điểm nào không? Các bạn có còn nhớ không ạ? Nào, cho chị, cho chị một cái số liệu nào Cho chị một cái số liệu nào À, người lái đo sông Đà của nhà văn Nguyện, Nguyễn Tuân được sáng tác trong hoàn cảnh nào, trong thời gian nào? Cho chị một cái số liệu nào. Rồi chị chào các bạn nhé. Các em ơi, không phải là ngày nào chị không phải là ngày nào chị cũng phát trực tiếp vào tầm này mà chỉ có 5 buổi thôi, bởi vì chúng mình đang cùng với nhau tham gia vào một cái chiến dịch, đó là chiến dịch dậy sớm ôn văn, đặc biệt là ôn trọng tâm kiến thức học kỳ 1 cùng với chị. Đó, được không ạ? Thay chị nẻ quá, đây. <laughs> Tay chị này không khô lắm luôn ấy, các em nhìn này. <laughs> em chưa học trên lớp chị ạ. À. Thế các em có thông tin gì không? Các em có thông tin gì không? Nào, các em có thông tin gì không? À, chính xác. Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Tác phẩm này thì được in trong rút ra từ tập gì nhỉ? Tùy bút sông Đà. Phải không ạ? Được rút ra từ tập Tùy bút sông Đà. Xuất bản năm 1900 bao nhiêu nhỏ Các bạn ơi, đưa chị thông tin nào. Xuất bản năm 1960. Đúng không ạ? Nhưng mà cái cái quế tùy bút người lái đò sông Đà này được coi là thành quả đẹp của rất là nhiều những cái chuyến đi mà Nguyễn Tuân lên ngược lên vùng núi cao Tây Bắc và cái chuyến đi để lại ấn tượng nhiều nhất đấy là chuyến đi vào năm 1958. Được không ạ? Và chính cái chuyến đi này, khám phá về vẻ đẹp của dòng sông này Đã cho ra đời tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà Văn Nguyễn Tuân Ok chưa ạ? Được rút ra từ tập sông Đà nhá Năm 1960 nhá Ok chưa? Xong hoàn cảnh sáng tác Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu phần nội dung Phải nói thật với các bạn là cái phần nội dung của tác phẩm này thì nó quá dài đi Thế nên là chị Hiên không có đủ thời gian để phân tích về các bạn tỉ mỉ từng chút từng chút được. Chị sẽ chỉ có thể làm một cái nhiệm vụ đó là khái quát lại các cái phần kiến thức để các em dựa vào đấy và các em học thôi. Ok chưa nào? Thế thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là ở trong phần nội dung của tác phẩm Người lái đò sông Đà sẽ chia ra thành hai cái mảng nội dung chính. Mảng nội dung số 1 là mảng nội dung về vẻ đẹp của dòng sông Đà. Đúng không? Của dòng sông Đà. Ok chưa? Thế thì khi mà tìm hiểu về vẻ đẹp của dòng sông Đà thì đồng thời các bạn sẽ phải trả lời những cái ý này trước tiên. Thứ nhất, lai lịch nguồn gốc của dòng sông Đà. Được không? Đặc điểm riêng của dòng sông này. Được không ạ? Lai lịch nguồn gốc thì à, sông Đà bắt nguồn từ huyện Cảnh Đông tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, đúng không ạ? Ban đầu có cái tên là gì nhỉ? có phải là sông đà không ban đầu có tên là lý tiên giang nhưng mà sau đó thì gì ạ à đi qua một cái vùng núi ác thì đã nhập quốc tịch việt nam đúng không ạ nhập quốc tịch việt nam và sau đó gì ạ à trưởng thành mãi đến ngã ba trung hà thì chan hòa vào dòng sông hồng đúng chưa nào và đặc điểm riêng của dòng sông này là gì ạ? Mọi con sông thì đều chảy theo hướng đông, duy chỉ có sông Đà là đổ theo hướng bắc. Và đây là một trong những cái sự độc đáo người ta nói rằng rất phù hợp với bản ngã văn chương của Nguyễn Tuân. Được không nào? Rất phù hợp với bản ngã văn chương của Nguyễn Tuân. Bởi vì bản thân Nguyễn Tuân ấy là một cái người mà từng quan niệm rằng là lòng kiêu hãnh thì đã xui khiến ta chỉ chơi một lối độc tấu trong văn chương. Nguyễn Tuân bao giờ cũng thế á Luôn luôn đi ngược lại với những cái gì mà người ta gọi là thức thời lúc bấy giờ ạ Bởi vì bản thân Nguyễn Tuân thì cho rằng là gì ạ Quan trọng là ông ấy được viết ra những cái gì mà ông ấy muốn thôi Ok không nào Đó thế nên là Nguyễn Tuân cũng là những cái, là một cái nhà văn rất là độc đáo Cực kỳ phù hợp với cái sự độc đáo của dòng sông này Ok chưa ạ? Chúng thủy giai đông tàu đà giang độc bắc lưu mà. Rồi, tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào cái vấn đề trọng tâm nhá. Đó là vẻ đẹp của dòng sông này. Thì vẻ đẹp của dòng sông Đà sẽ được chia ra thành hai cái ý chính. Cái số 1 đó là vẻ đẹp hung bạo. Ok không? Và cái số 2 đó là vẻ đẹp trữ tình. Được không ạ? À? Mang trong mình hai cái vẻ đẹp đối lập với nhau, đó là hung bạo và trữ tình. Cái sự hung bạo của dòng sông Đà sẽ được thể hiện qua những cái ý sau. Các em hãy lưu ý một điều là ngày hôm nay nhá. Chị Yên làm một cái công việc giống như là kiểu thống kê lại cho các bạn và các bạn sẽ dựa theo cái cách đấy để các bạn ôn thì các em sẽ cảm thấy rất là dễ dàng luôn được không ạ các bạn ôn các bạn sẽ cảm thấy siêu dễ dàng luôn các bạn ạ nhá đây nào tiếp tục này cái sự hung bạo này được thể hiện qua thứ nhất đó là đá dựng vách thành đá bờ sông dựng vách thành ở trong cái phần này chúng mình sẽ chia ra thành các ý thứ nhất là bờ đá rất là cao che đi ánh nắng mặt trời che mất ánh nắng mặt trời được không ạ? À? chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. khi mà mặt trời chiếu vuông góc thì mới có mặt ánh mặt nắng mặt trời quãng sông đấy. được không ạ? À? cái cảm giác là gì ạ? À? mùa hè đi qua cái cảm đi qua cái quãng sông đó mà cảm thấy lạnh. đúng không ạ? À? và chúng ta thấy rằng là Đã đá ở ven bờ sông đã cao rồi, thì lòng sông lại còn hẹp nữa và bị chẹt bởi đá đấy. đúng không ạ? À? hẹp đến cái mức mà gì ạ? À? À, đứng ở bờ bên này chỉ cần nhẹ tay ném cái hòn đá sang bờ bên kia. Được không ạ? Và cái hình ảnh thứ hai đó là có những cái quãng mà con nai, con hổ ấy nhảy vọt qua cái khúc sông đó thì chúng ta thấy rằng là lòng sông rất là hẹp. Và gì ạ? Chính Nguyễn Tuân cũng đã viết là gì? Đá gì? Chẹt thành gì ạ? Chẹt lòng sông đá như một cái yết hầu mà. Đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? À đây là cái sự nguy hiểm và cái cảm giác được tạo ra bởi những cái tảng đá ven sông Một cái địa hình rất là đáng sợ, đúng không ạ? Và người ta đã sử dụng một cái hình ảnh so sánh để nói lên cái cảm giác khi đi qua cái quãng sông này Đó chính là cái cảm giác như thế nào ạ? À một cái cảm giác nó rất là thành thị nhá Tự nhiên gì ạ? Bị mất điện mà bây giờ chúng ta đang ở một cái lầu nào đấy ngóng vọng lên cái lầu gì ạ cái tầng nhà thứ mấy nào đang tắt phụt đèn điện Tức là bao quanh đang là ánh sáng Thì đột nhiên bao quanh bây giờ đang là bóng tối trong cái sự ngỡ ngàng Được không nào? Rồi thì đấy là cái ý trước tiên đá dựng vách thành Sự hung bạo tiếp theo được thể hiện qua gì nhỉ? À qua mặt gành hát lóng Được không ạ? Mặt gành hát lóng dài gì hàng cây số Nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió Cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm như đòi nợ suýt Bất cứ người lái đò sông đà nào tóm được đi ngang qua đấy Ok chưa nào? Đấy, chúng ta thấy được cái sự sức mạnh của gì ạ? À, nước, sóng, gió, đá Được không ạ? Một cái câu văn rất là dài Giống như là cái mặt sông đà bây giờ đang nổi một cái trận cuồng phong Được không ạ? Tiếp tục, sự hung bạo được thể hiện qua À, quãng tà mường vát quãng tà Mường Vát. Và ở trong cái quãng tà Mường Vát này ấy thì nguy hiểm nhất chính là những cái hút nước chết người. Đúng không ạ? Chính là những cái hút nước chết người. Những cái hút nước chết người này thì có cả hình dạng. Đúng không ạ? Có cả tâm địa. Đúng không nào? Hình dạng thì gì nhỉ? À nó giống như là cái cống gì ạ? À nó giống như là cái móng gì? Cái giếng bê tông ấy để thả móng cầu ấy. Đúng không ạ? Và tâm nó cứ thở nước ở đây thở và kêu như là gì ạ? Như là cửa cái cống cái bị sặc Và nó cứ thở và kêu nó cứ ạc 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 như là người ta đang rót dầu sôi vào Được không ạ? Bên trên thì gì? Quay lừ lừ những cánh quạ đàn Và tâm địa ở đây thì nó cực kỳ là độc ác nó gì ạ? À? khiến cho những cái con thuyền ở đây không may mà bị cái hút nước này mà nó hút vào ấy Thì sẽ đi ngầm dưới lòng sông khoảng 10 phút Sau đó sẽ thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới và người ta đưa ra một cái hình ảnh so sánh rất là độc đáo đó chính là gì ạ đó chính là một cái người quay phim táo tợn nào đó dám ngồi vào trong chiếc thuyền thúng gì ạ cho mình xuống cái xoáy nước đó và bắt đầu lia cái máy quay thẳng lên thì thấy một cái cột nước cao đến vài dài và cái cảm giác bây giờ tạo ra cho người đọc đó chính là gì ạ? À chúng ta đang bám lấy mép của một chiếc lá mà đặt ở trong một cái cốc nước pha lê khổng lồ vừa rút lên cái cây gậy đánh phèn. Được không nào? Thì đấy chúng ta có thể thấy rằng là ở trong cái quãng này Nếu mà để đi qua cái quãng tà mường phát ấy Thì chẳng khác nào là một cái chiếc ô tô sang số Nhấn ga để gì ạ? À vượt qua một cái quãng đường cạp mượn gì ạ? Cạp mượn ra ở cái vành núi Ok chưa nào? Có thể thấy là một cái cảm giác rất là khiếp sợ Rất là đáng sợ được tạo ra ở đây Và quả thực là cái hút nước ở đây Nó không phải mang hình hài của những cái hút nước bình thường nữa Mà nó mang hình hài của những loài thủy quái Ok chưa ạ? Mang hình hài của loài thủy quái, được chưa nào? Các bạn ơi thì đấy là cái những cái hút nước ở Quảng Tà Mương Vát, hung bạo còn thể hiện ở thác nước nữa. Rồi, chúng ta thấy rằng hình ảnh thác nước ở đây được miêu tả với những cái âm thanh rất là giống những cái âm thanh của một con người ạ, à, dường như đang được nhân hóa lên ạ. À. Nghe như là oán trách gì rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích giọng gằn mà chế nhạo. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? À chúng ta thấy rằng cái sự dữ dội của thác nước được miêu tả bằng một cái hình ảnh. Đó là gì nhỉ? Đó là tiếng gầm của hàng ngàn con trâu một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng chê nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu ra cháy bùng bùng À các bạn thấy không? Một cái chi tiết rất là độc đáo. Lấy lửa để tả nước Được không nào? Lấy lửa để tả nước ạ và đây là cái điều mà chỉ có Nguyễn Tuân mới có thể ngông ngạo được như vậy thôi Ok chưa? Nhá Thì đấy là cái sự hung bạo được thể hiện qua hình thức Tức là qua bề ngoài Ngoài ra, sự hung bạo còn được thể hiện qua trùng vi thạch trận Mà cụ thể, chúng mình có 3 trùng vi thạch trận Được không ạ? Chúng mình có 3 trùng vi thạch trận Trùng vi 1 Trùng vi 2 Và trùng vi 3 nhưng mà trước khi mà làm sáng tỏ những cái trùng vi này Thì các bạn hãy giúp chị làm sáng tỏ xem là đá bờ sông Đà nó hiện lên như thế nào trước đã các em nhé Ở trong trùng vi một này chúng ta thấy rằng là gì ạ? À chúng ta thấy rằng là chúng ta có mở ra, nó mở ra năm cửa trận Nhưng mà chỉ có duy nhất một cửa sinh thôi Đúng không ạ? Rồi nằm lập lờ ở bên tảng ạ được không ạ? Sau đó trùng vi 2 thì tăng cái số cửa tử lên Và cửa sinh bây giờ thì lại chuyển sang bờ hữu ạ được không nào? Còn trùng vi số 3 Bên trái bên phải đều là luồng chết cả Gọi là cửa sinh duy nhất nằm ở gì ạ? Con đá hậu vệ Được không nào? Ok chưa ạ? Thì các em cứ như vậy các em học thôi Rất là dễ dàng Chúng mình chia thành từng ý cực kỳ khoa học như thế này Và khi mà làm xong về hung bạo xong rồi Thì chúng ta chuyển sang chữ tình Chữ tình ở đây thì chúng ta thấy rằng Sông đà giống như là một cái gì ạ? À một cái áng tóc chữ tình này Đúng không nào? rồi sông Đà chữ tình qua sắc nước sông Đà này được không ạ? rồi sông Đà như thế nào ạ? đầm đầm âm ấm như một cố nhân này đúng không ạ? à là một cái màu dòng sông mang gì ạ? à nhuốm sắc màu đường thi này đúng không? và gì ạ? à bờ sông Đà bãi sông Đà đúng không? và mặt nước sông Đà đó đây đều là những cái ý mà được trình bày rất là rõ ràng rồi đúng không? các bạn ơi phải không ạ rồi chị đã từng nhớ là chị đã từng tặng cho các bạn cái bộ dẫn chứng rất là chi tiết về người lái đò sông đà rồi được không ạ chị đã từng tặng cho các bạn rất là chi tiết về người lái đò sông đà rồi một cái bộ dẫn chứng siêu chi tiết luôn được không nào rồi và ở trong cái bộ sổ tay văn học mới ra của chị này này, cái phiên bản limited mà bao gồm 300 bộ ấy thì chị cũng nhắc lại với các bạn là chị cũng có để vào đấy cái bộ dẫn chứng sông Đà để cho các bạn có thể học cái bài này dễ dàng hơn. Được không ạ? Để các em sẽ từ bỏ các em sẽ thay đổi cái suy nghĩ rằng là người lái đò sông Đà là một cái tác phẩm rất là khó. Thay vào đấy thì các em sẽ cảm thấy là học cái bài này nó siêu dễ luôn, chỉ cần các bạn biết cách học thôi. Ok không ạ? Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với cái đối tượng thứ hai, cái vấn đề thứ hai mà chúng mình sẽ phải làm sáng tỏ trong người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân nhé. Đó chính là hai nhỏ người lái đò sông Đà. Được không ạ? Người lái đò sông Đà. Thì ở trong người lái đò sông Đà.